Nhiệm vụ của chúng ta là thao tác với bảng. Thì chỗ này chúng ta sẽ dùng cái retable và một cái default table mode. Và các bạn khai báo bảng thì các bạn nên dùng cái tbl để đặt trước một cái tên của một cái bảng. Trong cái phần design của mình, chúng ta sẽ kéo thêm một cái retable vào. Ở trong này thì các bạn sẽ chọn cái retable table của chúng ta. Đâu rồi nhỉ? Nó nhảy đâu rồi? Đây, table. Các bạn kéo, các bạn thả vô đây. Và chúng ta sẽ chọn table content. Mình sửa lại các cái column của nó là mã sinh viên, tên, giới tính. Không? Ví dụ như chỗ này mình để lại là mã sinh viên, tên, họ tên, giới tính, sở thích, quốc gia. Đó là những cái yêu cầu mà của mình làm trong cái bài của mình. Và bây giờ chúng ta sẽ khởi tạo. Như vậy thì các bạn ở trong cái subcode này, chúng ta sẽ khởi tạo một cái biến là default table mode để mà mình sẽ sử dụng chung. Đó, thì mình sẽ sử dụng cái default table mode. Mình chọn ở bên này mình đặt tên cái đã ha. Mình đặt tên cho nó là TBL thông tin sinh viên. TBL thông tin sinh viên, đặt tên cho cái bảng này. Ở bên này thầy sẽ để cái mode TBL mode thông tin sinh viên. Mode thông tin sinh viên. Và ở dưới này ngay cái hàm khởi tạo thì sẽ sử dụng là mode thông tin sinh viên bằng TBL thông tin sinh viên .get get model. Như vậy khi mà các bạn tạo như vậy đó thì nó sai kiểu, cho nên mình sử dụng, mình đẩy cái ép kiểu vào, ép kiểu default table mode thì nó sẽ hết lỗi chỗ này ha. Đó là mình ép cái kiểu vào. Và bây giờ mình đã có được cái thông tin của bảng là model thông tin sinh viên. Ở phần này thay vì mình xuất ra cái message thì thầy sẽ sử dụng cái table. Mình bỏ cái xuất này đi, mình sử dụng cái table của mình để đưa cái dữ liệu của mình vào. Như vậy trước tiên là các bạn sẽ tạo cho thầy một cái object. Object này ở dạng là một cái mảng các đối tượng. Object gọi là data đi, là mảng các đối tượng. Đối tượng là cái gì? Là các cái thành phần mà mình muốn đưa vào đó. Thì thành phần của mình có mã sinh viên, họ tên, giới tính, sở thích, quốc gia. Mã số sinh viên, phẩy, tên, phẩy, giới tính, phẩy, sở thích, phẩy, quốc gia. Đó là những thành phần đúng không nào? Tên, giới tính, sở thích, quốc gia. Tên, giới tính, sở thích, quốc gia. Rồi, ok. Và sau khi mà chúng ta có dữ liệu của một dòng rồi, chỗ này mình có thể để là data row để cho mình dễ hình dung. Và mình sẽ sử dụng cái model lúc nãy đó. Mình chọn add row và mình đưa cái data row đó vào. Đấy. Và chúng ta chạy lên. Như vậy, mã số sinh viên BS182011 Bình Nam, sở thích bóng đá, cầu lông, Việt Nam, Lưu. Rồi, có mã số sinh viên, tên, giới tính, sở thích, quốc gia. Và mình đổi lại số 2, Dũng,
Dung đi ha, Dung có vẻ hợp lý. Dung, giới tính, nữ, sở thích, bơi lội, quốc gia, Mỹ, lưu. Như vậy mình đã có được thông tin ở đây. Đó, cái chỗ mà dấu phẩy này hồi nãy thầy yêu cầu các bạn xử lý đó, thì các bạn sẽ xử lý giúp thầy. Và chúng ta đã thao tác được đối với lại cái form của chúng ta. Form của chúng ta lấy thông tin từ bên này, lưu cô bản. Được chưa nào?